Ngôi làng ngục trước khi xảy ra thiên tai, hình ảnh này chỉ còn mang lại nỗi nhớ và tiềm thức của chúng ta thôi. Và mình đã chỉnh sửa lại cho đúng trên Google Maps để mọi người nhìn thấy vị trí một ngôi làng ngục của chúng ta nhé. Để hình dung như vậy để các bạn xem trên Google Maps, các bạn có thể nhìn thấy những cái ngôi làng, nhà sàn trước đó. Một hình ảnh thật là đẹp của những người miền núi thân thương. Một sự bình yên ôn hòa, mọi người quay quần bên nhau những buổi chiều tối, buổi sáng với ly trà thơm. Và nay không còn nữa, chỉ là một trong ký ức và nỗi nhớ, một kỷ niệm khó phai, những tình yêu ban đầu và những cuộc sống hiện tại. Và nay không còn nữa, người thì đã ra đi, người thì còn lại da diết và nỗi nhớ. Một sự đau thương thâm cảm, một sự mất mát quá lớn nào. Chúng ta hãy hướng về ngôi làng người miền núi chúng ta nhé. Hãy dành một chút tình cảm và yêu thương cho bà con tại đây nhé.